Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình dẫn mọi người đi xem một cái trại gà kiển. Ở đây có tất cả những loại gà kiển trên thế giới nha. Đây là gà gì anh Tuấn? Sirama hả? Còn có con mà. Cái gì? Cochin. Là cái gì? Cochin nha mọi người, còn cái gà này ra đi. Sirama, đây nè. Sirama luôn hả? Là cái gì? Đây là con mô đông gen. À. Cái mình là rõ sư con. Con này gì? Sư con hả? Sư con. Còn cái gì nữa không? Quái nè. Đây. Anh chỉ từ từ đâu. Hát không hả? Hát bên chim. Cái gì đây? Sugar. Là con này con chủ nữ á. Trời ơi, cái chân người ta dài, con chân bắt cổ mà dài thùng. Còn cái con này con gì anh? Con đó là con Sirama. À, Sirama luôn. Cái này gà tre bắc nè. Đây. Đây, gà tre bắc hả? Ừ. Ô, nó đẹp quá ha. Đẹp cái trang cao luôn. Thôi vậy ha. Ê, ở đây có con gà khổng lồ nữa hả? 17 giống tôi nói đây, bên đây có mấy giống một khu nữa mọi người ạ. Rất là nhiều loại gà ha. Ôi, con gà này bự lắm nè. Đây là mông rôn gà mông cổ. À, gà mông cổ nó mấy ký anh? Mông cổ chắc cỡ 4 ký á. Mà bà gà không bự chút bà nè. Này là gà bên kia kìa. Anh đi gì? Wow. Này là gà hơi mông. À, hơi mông. Gà hơi có mông á. Rồi, ở trong đây cũng có rất là nhiều loại gà luôn mọi người nè. Rất là mê luôn ha. Ôi, im đôi. Ôi, mà sao đen thui vậy? Im. Ê, mình quay cái bà Ba Lan cho đã lắm. Mê thế chứ. Nói là nó sẽ đá người á mọi người. Mày đá tao, tao đá mày á. Đây. Đá. Mày hung hơn tao không? Nó quay rồi nãy mà. Ồ, mà nó đẹp quá nhanh, nó đẹp quá. Ôi, cái gọi gà này gà siêu trứng nè mọi người. Bà nào thích trứng gà hoành trứng quần quà gì thì cứ mua bé này về đẻ siêu đẻ luôn nha. Ủa, đã nhờ. Con này nhiêu con anh? Ủa, có mấy trăm ngàn. Ở trong đây có khúc luôn mọi người nha. Khúc nhiều lắm nha. Đẹp nha mọi người. Để Phương tháo cái chuồng này cho bay ra chơi. Ô, đẹp chưa. Ê, nó xù xù cứng đó nha. Cái này. Mua nó chỉ để quay video thôi mà. Mà nó cũng rất là đẹp nha. Ở trong đây nhìn nó thoáng nó đẹp hơn này. Mấy con này đẹp hơn hả anh? Mái hả? Mái không. Ồ, mấy bà mái đẹp nha. Các bạn ơi, quýnh không giữ hả? Không, con nào không giữ. Không giữ thôi. Nhưng mà nó sợ. À, hơi mong bản địa nha mọi người. Còn cái này là gà Thái nha. Đã nha. Này mình quay ngược sáng rồi. Bà mẹ cha nó. À, cái này là Thái đúng không? Thái lùng đúng không? Đẹp nha, cưng nha. Con nào nấy nhìn đã nha. Nhiều chỉnh rồi. Em gà Ba Lan tươi nha, mới lên luôn á. À, mọi người có cần muốn mua gà ở bên đây có hai mấy loại anh? 18 loại gà kiển trên thế giới nha. Tất cả các loại gà kiển trên thế giới bên này đều có nha mọi người. Mọi người có cần thông tin liên hệ thì cứ inbox cho Phương nha. Phương sẽ cho mọi người thông tin liên hệ nha. Đây là trại của anh mình, rất là nhiều mọi người. Gà kỳ lân nha. À, ở bên anh mình có rất là nhiều loại gà kỳ lân khổng lồ như này, rất là nhiều màu nha mọi người. Còn đây là bé trống này. Ờ, bé trống mọi người thấy mê không? Ui, ngược ánh sáng là không có đẹp. Để hắn đi ra đây cái Phương quay cho mọi người xem. Ô, nhìn lên đó mọi người. Nhìn mê không? Ui, con nào nấy to đùng nha. Nhìn đã nha. Ui, đã chưa? À, anh Tuấn. Gì anh? Con này là con Ba Lan mà, lông xương đã nha. Nhìn em. Ok, Phương xin kết thúc video clip tại đây. Mọi người cần thông tin thì cứ inbox trực tiếp cho Phương ở trong phần thông tin của Phương có số điện thoại nha. Phương sẽ cho số điện thoại của anh Tuấn và mọi người tự liên hệ với anh Tuấn. Bye bye, xin chào tất cả mọi người. Mọi người nhớ follow.